Ừ. bác sĩ ơi không biết là cái trường hợp của em này bị hô như này thì không biết là có nhổ bốn răng số 4 hay là di uh, xa hay là chỉ đau sẽ kẽ hay không thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những thắc mắc của rất nhiều người và tôi rất băn khoăn là không biết phải lên mạng trả lời các bạn như thế nào bởi vì uh, thực sự không biết là thế nào hô vỏ và có bao nhiêu cách để xử lý thì trong cái video này tôi sẽ bật mí cho các bạn Vinalize một nụ cười hay ngàn lời nói Thì cái vấn đề mà chúng ta đang rất là băn khoăn lăn tăn rằng là Làm sao mà chúng ta biết chúng ta bị hô Bởi vì thì có hai nguyên nhân Một là nguyên nhân chủ quan là gì Chúng ta thấy rằng là mình cho gương mình thấy là bị hô Chìa hoặc là người bạn, người đồng nghiệp, chồng, vợ của mình Bảo mình bị hô Thì đấy là cái con mắt chủ quan Rằng là chúng ta thấy rằng là Khi mà người khác nhìn mình với một con mắt là rằng là Chúng ta không À, thấy đẹp thì chúng ta bảo người ta bị hô thì đấy là cái vấn đề về chủ quan thế nhưng mà cái vấn đề về khách quan ấy thì chúng tôi phải đưa vào cái bàn cân à, chúng ta phải có chỉ số của nó hô bao nhiêu thế nào là hô thì nó phụ thuộc vào chủng tộc đấy, phụ thuộc vào giới phụ và lứa tuổi ví dụ như là ở người châu á thì cái mức độ hô hơn người châu âu người châu phi lại hô hơn người châu á tức là nó dựa theo một cái vấn đề nhân chủng học thế thì cái yếu tố mà chúng ta có thể đánh giá là chúng ta bị hô thứ nhất là dựa trên hình ảnh à, ngoài mặt đây ví dụ như hình ảnh này thì chúng ta có cái đường e đây là cái đánh giá nhanh của chúng ta là khi mà cái môi nó nằm ngoài cái đường e này thì chúng ta có thể bảo rằng là chúng ta bị hô đấy là một yếu tố mà chúng tôi có thể đánh giá nhanh đấy, thế nhưng mà đấy nó chưa đủ mà chúng ta phải có những cái về vấn đề cận lâm sàng chúng ta phải chụp những phim x quang và đặc trưng ấy thì gồm cái phim này là phim cephalometric hay gồm phim mặt nghiêng thì chúng tôi phải đưa vào trên cái phần mềm này đánh giá xem là các cái chỉ số thì nó rõ ràng cụ thể bằng những phân tích đánh giá dựa trên bằng chứng khoa học và các con số Đấy, hoặc là ví dụ như trên cái hình ảnh phim mặt thẳng như thế này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta bị lệch mặt lệch như thế nào lệch sang phải lệch sang trái lệch do xương hay là lệch do răng thì chúng ta lúc đó mới lập được phác đồ điều trị tiêu chuẩn và từ cái việc phân tích đánh giá này thì chúng ta sẽ có mấy cái cách sau để trị hô phương pháp trị hô bằng nong hàm xè kẽ thứ nhất là nếu chúng ta hẹp hàm kèm theo hô nhẹ cái trục răng nó xòe ra và cái mô mềm ấy khi mà nhìn thì ở trạng thái bình thường mô gọi profile thì ở trạng thái bình thường chỉ có răng trục răng nó chìa thôi thì có thể là trạng thái này là hô răng nhẹ thì chúng ta có những cách sau chúng ta có thể nong hàm nong rộng cung hàm ra nó sẽ giúp chúng ta có khoảng để kéo thêm cái răng vào hoặc là chúng ta sẽ kẽ nhẹ nếu mà hình thể của cái răng của các bạn cho phép chỉ định sẻ kẽ cái việc sẻ kẽ nó sẽ cung cấp thêm các cái khoảng để chúng ta ép răng vào và từ đó chúng ta dựng lại cái trục răng và chúng ta sẽ cảm giác chúng ta hết hô rồi đấy là một trong những cách là nong hàm và sẻ kẽ phương pháp trị hô nhổ răng cối nhỏ răng 4 răng năm thứ hai là nếu mà bạn à, sau khi phân tích xong mà bạn bị hô à, răng hoặc xương ổ răng hoặc hô răng ở mức độ à, hô xương ở mức độ nhẹ mà chúng ta điều trị ngụy trang bằng phương pháp nhổ răng thì có uh, nhổ răng số bốn thông thường chúng ta hay đi uh, khám thì bác sĩ hay là nhổ cho em bốn răng số 4 thì trong vấn đề nhổ răng số bốn thì nó lại có hai cái cơ chế nếu mà bạn muốn răng cửa vào ít thôi thì bạn sẽ dùng một phương pháp gọi là neo chặn trung bình tức là gì chúng ta dùng cái khối răng hàm để kéo khối răng cửa vào mô hình chung là cái răng hàm nó cũng tiến ra phía trước một chút vào cái khoảng trống nhổ răng ấy thì trong trường hợp này chúng ta gọi là neo chặn trung bình Đấy. khi mà à, bị hô vừa vừa thôi trong trường hợp mà bạn muốn kéo cái răng cửa vào nhiều hơn thì chúng ta phải dùng mini vít nên mini vít nó giống như chúng ta tưởng tượng giống như cái neo để kéo cái sáu cái răng cửa vào nhiều hơn và chúng ta sẽ à, hết hô gần như là phẳng luôn cả cái môi trong trường hợp mà chúng ta hô nhiều thì chúng ta phải tăng cường cái neo chặn là như thế Phương pháp trị hô nhổ răng 8 di xa toàn hàm dùng mini vis. Thì cái phương pháp này là một trong những phương pháp cũng khá là khó và nó cần đòi hỏi một kỹ thuật và tay nghề rất là cao trong cái thuật cắm vít cũng như là phải có một chỉ định rất là ngặt nghèo ví dụ tôi lấy ví dụ thôi là cái trục răng của bạn là phải nghiêng ra phía trước thì khi mà chúng ta di xa thì mô hình chung là chúng ta sẽ dựng lại cái trục răng cái thứ hai là gì cái bản xương cái xương của bạn là phải đủ không được mỏng quá cái thứ ba là ví dụ như là cái khoảng rộng phía sau răng số 7 ấy là sau khi mà nhổ răng số 8 đi ấy, thì nó phải cái khoảng phía sau ấy nó phải đủ đất thì mới di cái hàm ra làm sao được. Nếu mà hẹp quá ấy, thì cũng không thể di được. Và yếu tố nữa là cái xoang hàm của bạn ấy là cũng không được xuống thấp quá. Nếu cái xoang hàm của bạn xuống thấp quá thì cái răng nó không thể dịch chuyển ra sao được. Phương pháp trị hô bằng phẫu thuật. Trong cái trường hợp mà bạn muốn nhanh này, ấy, hoặc là trong trường hợp mà bạn đã hết tuổi tăng trưởng rồi và bạn bị hô, bóm, vở do yếu tố di truyền, do yếu tố xương rất là nặng và à, nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bạn. Giống như kiểu cái trường hợp mà bị móm nặng, mặt lưỡi cây hẳn ra ấy, hoặc là bị, ngày xưa các cụ bị vẩu, à, ngày xưa các cụ nói câu ăn đu đủ không cần thìa thì đôi thì khi bạn phải à, kết hợp giữa phẫu thuật và niềng răng. Thì trên đây thì bác sĩ Nam Bùi đã bật mí cho bạn cái cách phổ biến để có thể giúp trị hô vẩu móm. À, hy vọng rằng là chúng ta có những cái kiến thức sơ bộ để hiểu rằng là chúng ta phải làm như nào và một trong những cách tốt nhất là chúng ta phải đi khám để xem thì chúng ta sẽ làm à, những cái cách nào trong bốn cách trên thì bác uh, sĩ nam bùi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của tôi nào. nếu các bạn thấy hay thì hãy like subscribe để à, kiến thức của tôi được rộng rãi và nhân tiện đây thì tôi có một group đó là tư vấn nha răng và Mỹ huynh của bác sĩ nam bùi thì chúng ta có thể uh, cập nhật vào cái trang này để trao đổi uh, các thông tin cụ thể và chính xác hơn uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.